phải là người thích làm bài cái bài mà đã đóng phim rồi, mình thích cái bài này. Ở ngoài đời thì mọi người thấy ship anh với Thúy Ngân á, không biết là trong phim này anh có muốn liên hệ à, phim này thì Vinh với Ngân gọi là cũng không có cùng tuyến lắm, là anh em trong nhà, nhưng mà cái câu chuyện xung đột thì lại Ngân với lại Nhã Phương thì nhiều hơn. Vinh chỉ chứng kiến cảnh hai chị em đánh lộn thôi, rồi thấy thế thôi, không có gì gọi là kết nối nhiều. Trong phim thì hình như là Thúy Ngân đóng vai bác sĩ đúng không ạ? Bác sĩ. Thì không biết là Thúy Ngân trong phim với lại ngoài đời á thì có khác nhiều hay không? Vinh thì Vinh nghĩ khác chứ. Ở mỗi cái nhân vật trong phim này so với lại những anh chị diễn viên bên ngoài đều khác hết, thì đó là cái sự thú vị. Vinh không biết có phải là ý đồ của dự thảo không, nhưng mà đây là một cái thách thức, một cái trải nghiệm cho tất cả các diễn viên. Nhưng trong phim này cũng rất khác. Điều gì lôi cuốn để anh chọn cái nhân vật này trong phim? Sự khác biệt, sự chưa bao giờ là mình nghĩ mình sẽ làm một cái con người như vậy. Diễn viên của Vinh giống như là một cái người có cái cơ hội đi du lịch trong cái cuộc đời người khác vậy đó. Mình phải tìm hiểu, mình phải vào trong luôn. Và khi mình vào set quay thì mình phải là cái người đó luôn. Thì đó là một cái trải nghiệm. Và cái điều thứ hai Vinh nghĩ là phải là do đạo diễn này. Thảo là một cái người mà cho Vinh nhìn thấy chị có một cái thao thức rất lớn với kịch bản. Vì chỉnh chu từng từ một, từng ý một, và rất còn nhiều lớp ý trong đó nữa, thì rất cảm thấy hạnh phúc khi mà mình được làm việc với một cái người đầu tàu như vậy. Đây là lần thứ hai anh đóng chung với lại Nhã Phương đúng không ạ? Lần thứ nhất đóng phim Phương Sâu, lần này thì đóng phim này, thì không biết là anh có bất ngờ với cái vai diễn của chị Phương không? Rất bất ngờ. Sau phim này thì Vinh với Phương thì được nói chuyện nhiều hơn và khác biệt lắm, khác biệt lắm. Và Vinh nghĩ đây sẽ là một cái vai mà đánh dấu cho cái sự nghiệp của Nhã Phương, nó khác biệt một cách tuyệt vời. Mình không có chứng kiến nhiều cái cảnh Phương Đông, nhưng qua một vài đoạn thôi, rồi qua cái đoạn thơ thì mình không nghĩ là Phương có thể lột xác hoàn chỉnh như vậy, làm mình rất là hưng phấn với cái vai. Nhưng mà anh có sợ là bị so sánh với bạn Kinh Hàng không ạ? Mình nghĩ không đâu. Vinh nghĩ là mỗi bộ phim Việt Nam mình làm lại thì cái tính Việt hóa, cái tính con người nó làm rất tốt, đặc biệt là bộ phim. Và Vinh nghĩ thì khi mà mình đang đón nhận một bộ phim với một cái sự đầu tư về tinh thần, chất xám, mọi cái nó bài bản như vậy, chúng ta không nên nghĩ về cái chuyện remake so sánh gì, bởi vì nó làm cho chính chúng ta bị mất cái mood để mình xem phim. Hãy xem nó một cách trọn vẹn như ngày mới bắt đầu. Dạ, anh nghĩ là bên ngoài có một cái gia đình là y chang như trong phim như vậy không? Vinh hy vọng là không, bởi vì nó tệ lắm, mọi cái nó như thế nào nhỉ? Phim mà phải có nhiều cái xung đột, nếu cuộc đời ở ngoài mình chịu liên tục như vậy thì chắc mình chịu không nổi đâu. Nhưng mà Vinh chắc chắn một điều là ở mỗi gia đình chúng ta đều có một phần của câu chuyện. Cái đó là điều chắc chắn. Cái điều lớn nhất đó là chúng ta chưa bao giờ hỏi là chúng ta đã hiểu người khác chưa, mà luôn đòi người ta phải hiểu mình. Và đây là cái mình nghĩ là ai cũng bị hết, ai cũng đã từng hết. Nếu vậy thì tôi cũng cảm ơn Vinh đó. Vinh nghĩ mình sống tử tế thì người ta chơi đúng không? Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ mình vô bên trong.